3 ngày rồi. Bây giờ là gần 8 giờ sáng nó mới có nắng lên chút chút anh em ha. Tranh thủ đem mấy con gà ra cho nó phơi nắng chút cho nó khỏe. Mưa 3 ngày luôn rồi chỗ mình. Nó mưa như thế này thì riêng ở chỗ mình đó ha, nó mưa dầm như thế này thì trời nó oi bức, mà nó mưa nó oi mấy ngày ở xong nó nóng buổi trưa. Buổi trưa mà nhiệt độ ở trong trại nó lên 33 độ thì ở ngoài chắc nó cũng phải cỡ 39 độ. Nó nóng cực kỳ luôn em ơi. Rồi xong cái nó đổ mưa xuống 3 ngày liên tục. Má nó gà chịu không nổi. Khi mà nó mưa nó nắng kiểu đó nó bị sốc nhiệt đó anh em, thì con gà nó sẽ có một cái tình trạng là nó mệt mỏi ha. Và nó ăn ít lại. Nó ăn ít lại. Thì cái quan trọng là mình chỉ vô thuốc mình ngừa bệnh cho con gà thôi. Mình cũng có mấy cũng có 2-3 con gì đó đang nuôi chế độ nó bị sổ mũi ha. Nó bị sổ mũi với là nó bị sưng mặt lên. Thì cái đó anh em chỉ dùng cái Ticobet đó, anh em chích vô là nó hết. Chích vô ngày trước ngày sau. Chích ví dụ nó mới bị vậy, anh em chích vô một phát là qua ngày hôm sau là nó xẹp xuống liền. Điều có một cái là anh em phải duy trì chích nó 3 ngày ha. Chứ đừng có anh em đừng có nghĩ là anh em chích vô một cái nó hết cái anh em ngừng luôn. Anh em ngừng chừng khoảng chừng 3-4 ngày sau cái nó bị lại. Có nghĩa là mình phải diệt tận gốc mới được. Bệnh nó do vi khuẩn mà. Đóng cái nắp cái chuồng con gà chuối kia lại coi nó muốn nhảy ra kìa. Con nào bệnh á thì mình sẽ trị, mình sẽ dùng thuốc chích. Còn ví dụ con nào mà nó chưa bệnh thì anh em dùng thuốc uống, để anh em cho nó uống hoặc là anh em trộn vô thức ăn cho nó. Với lại anh em phải cho nó tăng cường sức đề kháng lên bằng cách là mình cho cái glucocase vô. Đợi mình chút ha, mình lấy thuốc ra mình chỉ. Đây nè ha. Mình quay rất là kỹ ha, cho nên là anh em đừng có nhắn tin anh em hỏi mình lại nha. Tại vì trong thời gian mình rất là bận. Mình không có thời gian mà để mình trả lời cho nhiều người đâu ha. Mình quay rất là kỹ. Glucocase, cái này là tăng cường sức đề kháng ha. Thì trong những cái trường hợp mà thời tiết nó khó chịu, nó thay đổi mùa, nó bị sốc nhiệt thì anh em nên cho uống cái này thì nó sẽ tăng cường sức đề kháng lên, thì con gà nó sẽ đỡ bị bệnh hơn ha. Nó bị đỡ bệnh thôi ha. Cái này là một cái loại thuốc, nó dạng giống như là Becamlet chứ nó không phải là kháng sinh, anh em nhớ ha. Còn cái này là kháng sinh nè. Ở đây thì mình không có dùng cái Ticobet ha. Quên, mình không có dùng cái Blosat. Tại vì Blosat ở chỗ mình là nó bị lờn thuốc rồi, xài không có xi nhê nữa. Cái này là Ticobet dạng nước uống. Thì anh em cứ pha vô nước uống của nó cũng được. Dạng nước hoặc là anh em nhỏ trực tiếp vô miệng nó 5-7 giọt gì đó để ngừa bệnh cho nó. Cái này là nó ngừa bệnh được là cái bệnh sổ mũi sưng mặt ha. Nó là CRD. Rồi nó ngừa được bệnh thương hàn, nó ngừa bệnh tiêu chảy luôn. Cái loại này thì nó rẻ. Cái loại này thì mình mua cái giá công ty thì nó có 15 ngàn một chai thôi. Chắc anh em mua lẻ một chai cho nó bán anh em 20. Cái này là ngừa bệnh đường hô hấp. Cái này là ngừa bệnh đường ruột. Trong những cái thời tiết mà nó độ ẩm nó cao như thế này thì con gà nó sẽ ví dụ đang nóng mà nó trở lạnh đột ngột thì con gà cái bệnh mà nó thường hay mắc phải trên cái đường ruột của nó sẽ là bệnh thương hàn, có nghĩa là nó ỉ phân trắng. Song song với đó con nào yếu thì nó sẽ bệnh cái nhiễm khuẩn E. coli. E. coli là anh em nhìn cái bãi phân của nó thì nó sẽ có những cái bọt khí ở trên cái bãi phân của nó. Anh em nhìn vô là anh em biết liền cái bọt khí li ti gì đó. Đó thì nó là bệnh E. coli. Và cái bệnh E. coli này không những nó bọt khí mà nó đi phân màu vàng nâu, nhưng mà không phải là phân sáp. Anh em phải nhận biết rõ ha. Cái phân sáp á là nó ỉ đặc
nó cái phân nó hơi sệt thì đó là cái bệnh cầu trùng. Còn cái phân mà nó màu không phải là nó tới màu sáp mà nó giống như cà phê sữa mà nó nhạt nhạt chút xíu mà nó lỏng, mà nó lỏng ha, nó lỏng ha, nó có nước nhiều trong đó thì đó là cái bệnh E. coli ha. Cái bãi phân đó thì nó sẽ, nếu mà nó đi phân màu nhạt như vậy á, nó sẽ không có những cái bọt li ti ở trên. Còn nếu mà nó đi màu trắng là nó sẽ có, hoặc là màu xanh thì nó sẽ có là cái bọt li ti ở trên. Thì nó là đều là bệnh E. coli hết. Tại vì bệnh E. coli nó có rất là nhiều khuẩn. Bệnh E. coli là nó có gần tới 10 cái khuẩn E. coli khác nhau. Và con gà của mình nó bị nhiễm một loại khuẩn E. coli nào đó thì nó sẽ có cái bãi phân khác nhau và triệu chứng khác nhau. Anh em nhớ ha. Đó. Thì cái này là nó đặc trị cái E. coli tiêu chảy thương hàn. Mình đang dùng ba cái loại này để mình phòng bệnh cho những con gà của mình. Gà nuôi, đang nuôi chế độ cũng phòng bệnh luôn. Anh em đừng có sợ một điều là gà anh em nuôi chế độ rồi anh em sử dụng thuốc là con gà nó sẽ không có tới, nó sẽ không có tới bin. Cái quan trọng là anh em giữ cho nó đừng có bệnh, rồi xong cái mình nuôi lại cũng được nữa, không sao hết trơn á. Chứ bây giờ anh em mà ví dụ anh em không ngừa bệnh, để nó bị bệnh rồi á, là lúc đó là trị xong ha, trị xong rồi bắt đầu dục luôn, chứ khỏi còn chờ tới bin tới bo vậy trơn á. Có nghĩa là vô bịch đen chờ nó bệnh xong á, rồi xong rồi hãy vô thuốc á, thì đó là vô bịch đen chứ không có tới bin được. Nó là vô bịch đen ha, chứ không có tới bin. Ví dụ như anh em trị gà ở đây thường á, cái thuốc này á, cái thuốc uống á, thuốc bột hay là dạng nước, mình chỉ ngừa bệnh cho con gà thôi chứ mình không bao giờ mình lấy để mình trị bệnh cho một con gà. Tại vì cái hàm lượng thuốc ở trong cái thuốc bột á, nó rất là thấp, cho nên là khi mà anh em cho uống con gà nó sẽ rất là lâu hết. Và khi mà con gà mà nó lâu hết á, thì nó sẽ có một cái tình trạng là con gà mình nó bị si rất là nhiều, cho nên anh em hồi phục nó rất là cực. Cho nên thường là gà mà bị bệnh rồi là mình sẽ sử dụng thuốc chích ha, thuốc chích nó nhanh hết hơn. Trong vòng ví dụ con nào nặng thì 4 ngày là mình đợp vô, là 4 ngày là nó thấy hiệu quả liền thì anh em vẫn giữ chơi được. Còn ví dụ như anh em cứ cho nó uống hoài uống hoài uống hoài, cái con gà nó si xuống rồi xong cái anh em để qua mùa luôn. Nếu mà nó hết thì phải để qua mùa, còn mà nó không hết thì vô bịch. Đây là cũng là một cái dạng glucocaseinamin, nó giống như cái glucocase này, nhưng mà thằng này nó có một cái thành phần là nó có hạ sốt trong này ha, nó có kèm theo hạ sốt. Thì con gà nào bệnh nó cũng sốt quá cho nên mình phải kèm hạ sốt. Để mình lấy cái Ticobet chích ra ha. Đây là Ticobet dạng chích, thì nó là trị cái sưng mặt. Con gà cái anh bị sưng mặt sổ mũi thì chích cái này. Khò chích không hết nha anh em. Cái thuốc này nó chỉ trị sưng mặt sổ mũi, khò anh em chích không hết ha. Mình nói rõ ha, khò mà anh em lấy cái loại này vô là chích cho bây giờ có 10 ngày nó cũng không hết. Nếu mà cái con nào bị khò á thì anh em sử dụng cái mặt tây lăng này ha, mặt tây lăng này chích khò. Thì cái mặt tây lăng này nó dạng như là nó chích nhưng mà hàm lượng nó rất là cao, thì nó chuyên trị khò. Khò là một cái dạng là nó viêm phế quản hoặc là nó bị hen xuyển đó. Mà cái thằng này là cái thằng đặc trị, thằng này là thằng đặc trị. Thì cái thằng này cái liều lượng nó dùng á, anh em nên nhớ kỹ ha, mặt tây lăng nó có hai loại. Một cái loại á là mình chích mỗi ngày, một cái loại là chích mỗi ngày, và một loại nữa là một ngày chích một ngày nghỉ ha. Thì anh em nên đọc, anh em mua cái loại nào cũng được, anh em mua cái loại nào nó có cái chữ mặt tây lăng này là được. Nhưng mà điều có một cái là cái cách dùng á, anh em phải đọc rõ cái cách dùng. Thường thì một cái loại thuốc nào nó bán trên thị trường cũng vậy, nó để cái công dụng, thứ nhất là cái công dụng, thứ hai nữa là cái cách dùng. Cái cách dùng cho gà, ví dụ như là liều lượng 1cc cho con gà nó bao nhiêu ký, rồi cái cách dùng nó như thế nào, chích trong vòng mấy ngày này nó có đủ hết. Cho nên là anh em phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng đó. Mình biết tiếng Việt cho nên là mình đọc cho nó kỹ. Cái này là nó để tiếng Việt hết trơn, không có tiếng Anh, cho nên là anh em đọc kỹ rồi anh em hãy sử dụng. Chứ để mình sử dụng nó quá liều hoặc là nó cái gì đó thì nó rất là phiền phức ha. Con gà nó bị sốc do thuốc là nó rất là phiền phức. Khò ha, chị này khò hoặc là sổ mũi dứt vô.
để giới thiệu cho hai cái loại đường ruột luôn, tại vì bữa giờ nhiều anh em hỏi quá không có thời gian trả lời. Cái này nó là bay triêu 5%, cái này của hãng bay dơ của Đức ha, thì nó trị được những cái bệnh là phân xanh, phân trắng, là viêm khớp, E. coli nó cũng trị được luôn, khủng E. coli nó cũng trị được luôn. Thằng này thì đó, vô trong thì hai cái loại này, hai cái loại này đều là hai loại thuốc nó chuyên nó đặc trị đường ruột, một cái là mắc bồ vi triêu với một cái là bay triêu 5%, mắc bồ vi triêu và bay triêu 5%, hai loại thuốc này đều trị đường ruột được, nhưng mà hai loại nó giá tiền nó khác nhau. Một chai này 150.000 ha, một chai này 150.000, một chai này 600.000 đó. Nhưng mà hai loại đó thành phần nó, hai loại kháng sinh nó khác nhau, anh em nên nhớ điều đó. Ví dụ như anh em cưng gà, anh em sở hữu những con gà giá trị thì nên xài thằng bay triêu 5% ha. Còn ví dụ như anh em nào mà ít có điều kiện hơn thì anh em sử dụng cái thằng mắc bồ vi triêu này, tác dụng giống nhau, nhưng mà anh em biết rồi, tiền nào của nấy, tác dụng giống nhau thì giống với tiền nào của nấy, đặc trị bệnh khác giống nhau, nhưng mà tiền nào của nấy tất nhiên là nó mắc tiền hơn, nó của một cái hãng nổi tiếng hơn thì nó phải tốt hơn rồi ha. Đó, mình giới thiệu những cái thuốc gì mà mình đang xài đây, mình đang xài thuốc gì là mình giới thiệu cho anh em, mình không có giấu bài, cái bệnh này là không có giấu bài được. Và anh em nên nhớ, anh em trị một con gà thì anh em nên chích là phải 3 ngày trở lên, từ 3 ngày cho tới 5 ngày, cho anh em đừng có chích rồi xong thấy nó bớt cái anh em ngừng chích bớt. Cái quan trọng nhất là anh em phải chích cho nó đủ liều để nó điều trị được cái nguyên nhân gây bệnh. Cho anh em thấy nó bớt rồi anh em chích, anh em thấy bớt cái anh em ngưng là nó bị lại à, nó bị tái lại à. Mà cái lần mà tái lại anh em trị rất là khó. Cái lần mà nó tái lại á, nó tái nhanh lắm, nó tái trong vòng khoảng chừng tuần lễ sau là nó tái lại liền. Con nào mà khỏe á, còn yếu là 3-4 ngày sau là tái lại. Mà khi mà tái lại á, khi mà tái lại anh em là cái con gà đó coi như là dục, chứ không có làm cái gì được nữa trơn á. Tại vì anh em đã chích cái thuốc, ví dụ như mình nói anh em chích 1C cho nó đi, anh em thấy nó hết, anh em chích có ngày một, anh em qua ngày mai thấy nó khỏe rồi nó hết, chứ anh em nghỉ trong vòng tuần sau cái nó tái lại. Lần tái lại đó anh em phải chích 1C rưỡi con gà nó mới hết. Nhưng mà một con gà em nên chích trong vòng 1C, anh em chích cái thuốc 1C rưỡi, có nghĩa là mình tăng liều lên gần tới gấp đôi, gần gấp đôi hay gấp rưỡi thì nó mới hết. Và khi nó hết rồi thì cái cơ thể con gà nó không có đào thải nổi cái chất độc ha, nó không có đào thải nổi những cái lượng thuốc mà nó tồn dư ở trên gan với thận thì cũng như không. Anh em cứ làm và anh em thấy liền. Ví dụ một con gà anh em chích quá liều, con gà không ăn uống gì hết, bỏ ăn luôn, do bị sốc thuốc, do thuốc mình xài quá liều quá, con gà nó mệt mỏi, cái đó là tác dụng phụ do thuốc nó gây ra.